Ừ. Con xin chào cả nhà mình nha. Nghe nói mẹ chị Ca đi đâu chơi á, mình xách theo. Rồi lên đường ha. Mẹ xách đồ đi chưa? Dạ, dạ mẹ chơi với mình đi đi chị. Mẹ ương giống ở đâu mẹ ơi? Trời ơi bông quá trời đẹp luôn, mẹ trồng á hả? Trời ơi quá trời luôn. Mẹ giết được 9 con sâu rồi. Mới bắt con nữa là 10 con bự. Cắn cái bông mẹ đó trên nè. Nó bự lắm hả? Bự lắm. Thấy sợ lắm, mẹ sợ lắm. Dạ, quá trời bông đẹp luôn. Dạ. Bữa sách bên nội anh em về trồng quá trời luôn nè. Bữa mấy cái xe cắt cỏ người ta cắt rồi. Cái lên điều nè. Dạ, bông 10 giờ nữa nè. 10 giờ 8 giờ. Giờ cạn. Dạ. Bữa bác Năm chặt á hả? Mẹ kêu bác Năm làm giùm. Dạ, lên sách cưa ra cưa đây. Con chặt bên kia đi. Dạ. Ủa cái này bác Năm chặt hả mẹ? Bác Năm tỉa bác. Qua mẹ mượn bác Năm đó. Dạ. Cưa ra đây nè. Ở cái đồ tập thể dục của em nè, ai lâu qua đây vậy ta Xuyến hả? Anh Yên hả? Hôm nay ít có tập nên là anh Yên sợ chật chội. Để đỡ nó đi chút xíu con lôi ra ngoài sân cho. Nóng quá ha. Rồi có chỗ mát mẻ để làm mà, sướng rồi nè. Trời ơi, sari chính nè, bắt năm chặt nó rớt xuống quá chừng luôn nè. Con gì kêu ta? Chim cú kêu. Cái này nước mưa bữa mẹ hút ra để tưới rau hả? Bữa rồi mưa quá chừng. Bớt nó hết rớt hả mẹ? Mới chưa làm. Giờ này đứng gió nóng quá ha. Mấy cây đu đủ này xung khá chừng đã luôn nè. Chị chắc sẽ nhanh có trái này. Yeah. Thân nó to rồi mẹ. Bán hai cho giáp làng luôn, giáp sớm luôn. Mình hay có cái từ là nhiều quá đem bán chứ mấy cái này cho vòng vòng sớm cái hết à. Cây đau bắp của mẹ nó già rồi. Dạ, có mấy cây con lên rồi kìa. Cái này nước mưa. Nước mưa hả? Được không có phiên nha mẹ ơi. Mẹ để đó đi con qua lấy. Để đấy mẹ. Con sách cho. Để đi. Mình bầu cái gì mà? Mướp hay đậu bắp mà? Cái ít cái. Với lại chủ yếu là cây cà. Dạ. Đồ bắp cũng ít cây rồi, tặng 21 có muốn đặt đâu đặt. Mốt đất trống rồi muốn đặt đâu cũng được không? Ừ. Xin cây dịch ra không nhìn coi cái trái đồ bắp nó đẹp không? Đẹp má. Để lựa giống chuẩn nha. Ừ. Thật đẹp lắm. Hột này nhìn nó mới lên nè. Dạ. Đẹp. Hột móc móc vậy nó mới lên, còn hột mà đang thui thui ha. Ừ. Lên. Nhìn nó móc meo xíu ha. Móc móc xanh xanh vậy nó lên. Dạ. Còn cái hộp mà đen thui là nó không có liền. Nó hư rồi. Trồng mướp luôn hả chị? Ừ, trồng mướp ha. Thấy... trồng nhiều ốc ăn đó, giờ mình ương đây nó kêu sột sạc. Cái mướp này con nhớ là hồi xưa mình làm nhồi mà. Hiện giờ Sài Gòn cũng lấy này để bán nữa nè chị. Này rửa chén nè. Dạ, giờ người ta thích xài đồ thiên nhiên á mẹ. Ừ. Con tụng hộp cho mướp. Hồi đó lấy này rửa chén không à. Giờ Sài Gòn thấy bán dạo người ta bán này nhiều lắm. Đừng có trút ra mình mông lộn xộn. Lấy ít hộp. Mà này hay ha, cái sơ mướp nè. Yeah. Cái mướp nó khô lại. Dập ra còn cái hộp đó. Mẹ đem mới lá chuối nè. Bây giờ bầu cái hộp, hộp cà trước. Mướp hả? Hộp mướp nó nhìn khác là bỏ nó đây nè. Khác nhưng mà nó lộn như mắt công bóc. Mắt công lửa hả? Rồi. Đừng bỏ mấy hột lép này, bỏ đi. Lép bỏ mà, chút xưa đó. Xài cái này, cái trái mướp sau khi mình xài xong đó, mình sẽ lấy cái sơ về chà chân, chà chén. Cái này là đậu bún. Ngày xưa mình để vệ sinh nè ha. Tắm nè, con nữa. Cái máy mẹ có lấy mấy trái đậu chim được á. Dạ. Đây, đậu chim. Nè, đậu chim là trái gì nè?
trái dẹp dẹp mà. Đậu bún hả mẹ? Con chim nè. Dạ. Đậu bún hả? Đừng có lột ra, để đi chừng nào ấy hả lột. Em lột sẵn đi chút làm cho lẹ hả? Không có chỗ đựng. Đựng gốc bên đây nè. Lấy cái lá chuối để đựng. Đây. Rồi mình không có cái ghế để ngồi. Ừ, hộp khác nhau mà, dễ mà. Ừ, hộp khác mà. Để mẹ về lụm ghế nha. Yeah, đây là hộp đậu bắp nè. Đậu bắp. Này đậu que hả? Đậu bún. Đậu bún. Này đậu hun chim. Này dưa. À, mướp, mỗi loại ít ha. Cái này gì ta? Này toàn là giống ở nhà trồng không á. Cái này đâu phải dưa sơn. Cái này hộp hộp cà pháo hay gì á. À cà pháo. Ừ. Mẹ chút mẹ trồng nữa đó. Này giống nhà trồng, cái thấy trái nào đẹp cái mình giữ lại để mình làm giống. Ừ. Giống tốt. À, cả nhà mình thấy ở nhà vô quê là rất là nhiều việc để làm không, rảnh rỗi cái đầu ra trồng trọt mừng cỏ, không có việc không hết việc. Rồi mẹ sắp ra được mấy cái ghế, mỗi người một cái. Hồi xưa mấy cái ghế này cũng quý gì lắm hả mẹ, tại vì đâu có ai mà có cưa kéo để cắt nó đâu, cái mỗi lần nhà làm nhà hay là hàng xóm làm nhà hay là mẹ về quê ngoại mấy cậu làm ghe đó. Dạ. Con thì ít cái đồ dư rồi được. Cái người ta đóng rồi. Ừ, cái nhà mấy cậu đóng giùm. Này bán gì vậy? Giờ rẻ rề nè. Nhớ có mà. 11 12 ngàn cái. Ừ, đã ha. Mẹ giờ mình không làm lá dừa mà mình làm cái này nữa mẹ. Làm lá dừa. Nè con xé như đây làm đi. Lá không dừa để mấy cây cà đang chơi, cây cà nó mạnh, nó chắc. Để giờ phân tròn lại vậy thôi phải không? Cái này hai thứ hột đó, chắc là cà tím với cà pháo. Giờ trồng không biết nó là cây gì hả không? Chờ hồi sau sẽ rõ. Bao lâu mẹ? À, bao lâu có hột trái mà? 2-3 tháng. À, trên nhà xuyến trồng. Vậy là hột trên đó xách về đây. Chắc muốn chắc phải điện hỏi hay không? Cái chị Nga. Yeah. Nhà mẹ đang trộn phân. Cái phân này có đất nè, mình cho nó nằm ở dưới đít này cho nó giữ chặt lại. Dạ. Ở đây dế kêu nhiều ta. À, nay mùa dế hay sao? Cái này cái gì cơ? Cái này cái gì? Kêu chít chít chít. Cái bông. Bông bông. Nó nhận chặt nó vậy nó dẻ nè Sơn. Dạ. À nhận dẻ vậy nó khỏi tuột ra luôn hả? Ừ. Đó, nhận chặt cái đít nè. Mấy anh chim ăn trứng cá nó bay, mấy chim trao trảo. Chim nó kêu nghe vui. Này đó nhà mình có cái mấy cây trứng cá, chim nó u rần mà ha. Ừ. Bác hai người kia bác hai nói á, không nên trồng cái trứng cá. Ừ. Chim nó ăn nó làm sao rớt xuống dính tường nên vui. Dạ. Hai người đúng bỏ hết. À nó đứng nó đậu ở trên nóc nhà, cái nó cắn mấy cái trái đó, cái nó xịt xuống. Rồi cái lớp keo nó chị dính bụi á, nó bám. Dạ. Chặt bỏ hết. Đây nào đi, bỏ đây cho mẹ đi. Đây cà đây ơi. Dạ, ưu tiên cho cà trước phải không? Cà trước. Này giống làm bánh quá. À hồi trước mình hay chơi mấy cái trò này nè, mình làm mấy cái nhận bánh in phải không? Nhận bánh in, cát đất gì đó. Cho vô làm khuôn. Giờ không có đứa nhỏ nào chơi đất ha. Giờ giờ cái đất sét á, nắng đất sét. Đó. Nè, đâu có xúc ra đâu. Dạ, rồi chơi trái nổi nữa. Ở đó đi cày đất rất lên, đất dẻo dẻo đó. Ừ. Cái nắng cái sông, cái chén đủ thứ luôn, con này con kia. Chơi trái nổi á chị, nắng mỏng mỏng cái ụp hai cái miệng lại. Coi, coi ai nổi lâu. Nổi để nó trôi trên mặt nước không? À, coi chơi coi ai nổi lâu. Chứ đâu có chuyện đồ chơi đâu, đâu có gì chơi. Hồi xưa mấy đứa nhỏ nó cả xóm nó tập hợp lại một chỗ nó chơi ha. Ừ, để cái nắng giờ... nồi, nắng son, nắng cầm lắm. Giờ mỗi đứa nó ôm cái điện thoại là xong rồi á. Xưa suốt ngày qua chơi cò chẹp, nhà cô Sáu nè, nhảy dây. Đủ thứ trò. Nhỏ đủ thứ trò. À, chơi ăn quan hả? Bắn bi đủ rồi. Nhảy dây gì à. Ừ. Giờ mấy đứa nhỏ không biết trò gì luôn á. Ừ, chơi trốn, kiếm rồi. Cái gì cũng chơi được á. Còn chơi lấy lá cây làm đồ dỗ rồi làm tiền. Nói thì chung vô mềm, nó mò đầu cái nói mẹ rồi đó. Thì nhảy dây với tặc thun, với tặc lon.
Dạ. Đậu lại cái một đống thun gì nè. Đạt đây ai đá văng ra người đó ăn không? Cỡ mẹ là chơi với tạc lon, để cái lon vàng tạc lon này đó chơi hư dép đâu, mà hồi xưa đâu có dép đâu mà ăn, mà suốt ngày lấy dép tạc á, đánh u nữa chứ, bị về bị đòn, dễ bị rách dép lắm, mấy dép tổ ong á. Hồi đó chơi cái vui lắm. Chơi cò chẹp á, ra ngoài sau hè của mấy cái nhà mà ta hay làm bể chén á, đặng đập lấy miếng miếng sành mà hiếm có vậy ha. Cái chén bể còn kiếm không ra luôn á mẹ. Chén nào mà sủi nó đi á. Chứ mà đâu phải như kiếm được mấy miếng xi măng vậy đâu. Nhà đâu có ai có xi măng. Mấy miếng ngói á. Dạ, miếng ngói bể à. Trời ơi, chơi xong cái về cất quý như cũng như là của vậy đó. Đây, mấy cái đó sủi đi. Ừ. Đó, chơi cho kiếm rồi vô mấy cái bồ lúa đó. Mấy cái bồ lúa đó, nó nuôi ở trong, chung như là ổng trốn. Nó làm chắc cực vậy đó. Rồi hồi cái ra trái cái là phải đi giáp làng để cho. Mẹ trồng đồ hôm nay mẹ không thích cái gì bằng cây đu đủ mẹ. Nó chưa ra trái mà mẹ thấy nó sung rồi. Dạ, cây đu đủ đúng là đợt này nó sung quá chừng luôn. Ừ. Do phân nhiều quá. Phân có nhiều đất á. Do đất hả? Dạ. Là nhiều đất không hả? Chịu đất hả? Chứ đâu có tiền đâu mua phân nhiều. Hôm nay chứ mẹ làm hết triệu mấy gì đó. Hôm nay bán được triệu nào chưa? Không có được. Vậy mà không có ai mà tài trợ hết trơn. Còn không á, để con để cái rổ phía trước bán. Ghi là bán rẻ để lấy lại vốn. Thay vì ai cũng kêu mà bán á, mà nó có nhiều đồ bán. À, thay vì bà con vô chợ mua 20.000 ký, đây mình bán 5.000 ký. Bán phần tư giá lấy lại vốn. Hôm ba rau lan này đó ai xin thì mẹ cho, chứ hôm mẹ mua 30.000 nhớ không? À, nước á. Mẹ xíu chở mẹ đi. 30.000 rau lan về luộc được dĩa, còn nhiêu đem ra trồng chết queo đó. Dạ. Nó không sống cây nào, nó thúi đó luôn. Vậy là rau đó làm sao ha? Rau non quá. Non quá hả? Là diêm nhiều vậy đó. Dạ. Nó không có sức để lên. Cắt trồng không có chết cây nào. Giờ là cắt trồng nó sống liền á. Không chết cây nào. Vậy chắc cái kia nó kiểu con cưng này, non quá ra rễ không nổi. Mấy cái nắp mái này hồi xưa cũng hiếm nữa rồi mẹ. Giống như nhà mình thì đâu có mua cái nắp mái này đâu. À. Nắp mái mẹ làm cả mấy chục năm còn dựng nha. Mẹ làm cũng hay bây giờ. Cái này hả? Cái nắp tròn á. Nắp tròn này hả? Cái này dựng dưới đất nha. Mày hổm à, mẹ làm bằng xi măng á hả? Xi măng hổm yên dục xuống dưới sàn hết mấy cái. Nó đại gì cho hết. Đây nằm ở phần. Cả nhà mình có biết cái này để mày lá dứa không? Tùy cái nắp máy này thường là nó hủng ở đến giữa vậy nè. Đó. Mình qua 6 mình xách về làm à. Thì cái mình mài đi lượt. Chứ còn mình hồi xưa nhà mẹ không có tiền mua cái nắp máy sứ này nè. Cái mấy cái gỗ dư á của bên cậu Tư về cái đóng làm nắp máy. Mà cậu Tư làm cũng đẹp mà ha, cắt tròn vo. Mấy này là coi như là nhà đúng làm của luôn á. Dạ. Hình như cái máy này nè. Đó mẹ. Hai cái. Giờ nhà mình chặt quá không có chỗ rồi đem qua nhà cô Sáu gửi. Chứ nhà ai mà có nguyên cái vàng lưu này là giàu dữ lắm luôn, khá lắm á. Ở dưới quê. Tại lúc đó mình không có buôn bán được cái gì, không có tiền. Dạ. Mua không nổi chục cái máy đâu. Dữ vậy hả mẹ? Nhà ai mà thấy có vàng máy đó là biết nhà khá rồi đó. Thường thường nhà nào mà được mười mấy cái lưu ngoài chục cái vậy là người đó khá giả rồi đó. Dạ. Chứ nhà không có được cái được. Rồi sau này bà con mình làm mấy cái hồ để đựng đó, cái hồ là cái này là bằng xi măng, nhưng mà cái hồ này đựng nước xài nó không có ngọt, đựng bằng cái lưu đất này nó mới ngọt. Đất nó mới ngọt bằng nước xi măng nó ngọt. Dạ. Đất xi măng chắc nó ra mấy chất tẩy trong xi măng hay sao á, hồ á. Dạ. Mình đựng nước được không chị? Ừ. Hết kim à? Cái này tiện quá chừng ha. Lá chuối thì nhà mình không thiếu nè. Chỉ mấy kim bấm này là mình có được mớ bầu rồi. Lá nhà còn nhưng mà làm nó hơi cứng tay khó làm hơn. Dạ. Giờ bỏ hột vô cái mình rắc thêm
lớp phân mặt cái nữa mình tưới nước là xong. Ở đây kế bên nhà nè, bước qua lộ cái là dễ chăm sóc. Nước mưa mẹ để trong máy nè, mẹ tưới, mẹ rút con hồ ra đó. Dạ. Yeah. Này cô Sáu ở Sài Gòn luôn rồi, giao hết lại cho mẹ này. Bắt năm cô Sáu đi. Vậy từ bay mấy mẹ đi làm gì tối ngày. Nói mẹ ra mà canh là rút mấy nước là đang mưa đang vô hồ nữa. Thằng dế nó kêu. Năm rồi mẹ gì yên xúc cái hồ này sạch để đứng đó, đâu có xài tới đâu. Dạ. Yeah. Giờ thôi nay khỏi làm nữa chơi cực. Hai lớp cứng cáp rồi phải không? Ừ. Cứng rồi. Rồi cái này mình bỏ khoảng tầm 3 hộp ba thôi. Hộp thôi. Ừ. Nhiều quá mới công cắt bỏ. Bỏ về cái mẻ hộp, à. Bỏ vô. Giờ chỉ 3 hộp đủ đi. Cái này hai cái nè, bỏ 4 này. Dạ. Ôi ơi ơi. 4 5 hộp. Giờ bỏ quá chừng. Thôi, đừng có bỏ nhiều, nó công nhỏ bỏ uổng lắm. Dạ. Rồi mất công mình dạ. Mấy cái kia nó đẹp. 6 9 5 phải không? 11 phải không? 12 13 15 cây đi. 5 số hộp hả Sanka? Dạ. Để nó lên nhiều mấy cây kia bị đẹp. Dạ. Bây giờ mấy cây này bỏ cà tím. 2. Giờ cho mấy cái hộp để mình cho vô gốc seri. Tưới rồi chắc từng mấy bữa nó lên cây rồi mình đem đi trồng ha. Cái này nè, cái này kia. Rồi. Chị Sanka với Man Âm giờ đang chuẩn bị mấy cái hộp này để cho mẹ mới mùa vụ mới. Thì bây giờ mình sẽ để trong gốc seri này khoảng tầm tuần. Nó lên cây rồi mình sẽ đem ra ngoài, mình trồng thế vô mấy cái chỗ mà mấy cây nào mà vừa hết chỗ á, nó tàn rồi kia kìa, mấy cây đậu bắp. Chuẩn bị mẹ mới để mình có rau củ ăn. Giờ nắng lên rồi, giờ em về kéo lạp xưởng vô sân phơi tiếp để chuẩn bị tải lên Sài Gòn. Thì hiện tại số lượng cũng có hạn cả nhà mình ha, khô cá lạp xưởng thì em vẫn bán nhưng mà số lượng cũng lên Sài Gòn rất là hạn chế, và cái đi lại trong Sài Gòn cũng khó khăn nên là hiện tại thì em chỉ giao những cái quận trung tâm Sài Gòn thôi, còn mà xa quá thì hiện giờ chắc phải chờ qua cái chỉ thị 16 này ha, 1-2 tuần nữa. Rồi cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ha. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe nha, để qua mùa dịch nhớ tăng sức đề kháng nha, ăn uống nghỉ ngơi để mình có sức khỏe, để hạn chế bị nhiễm bệnh, mà lỡ có nhiễm rồi thì mình cũng có sức mình vượt qua nha. Rồi chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, cấm tụ tập nơi đông người ha. Rồi giờ lanh quanh quay gốc seri chơi thôi. Rồi tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại. Giờ vô học nhồi phân cuối cùng ha. Cái này cà phê bỏ đi, bỏ hộp đi để quên. Vậy con về bán trước nha mẹ. Rồi, để chuyện em kéo lạp xưởng cho.